Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Để tiếp tục chương trình, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Từ Siêu giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Chúng con kính cung kính thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo. Kính chào Thượng tọa Chức Đẳng, Thượng tọa Tề Nguyên cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay cũng không phải là khó khăn, và trọng tâm bài kinh là Đức Phật này giảng về bốn sự kiện để mình nhận biết được một người. Nhưng ở đây, trong bản dịch của chúng ta, có vấn đề, thưa quý vị, có vấn đề. Cái vấn đề này nó sai trầm trọng. Nguyên văn Bali, Sangvasena Khu Maharaja Silang Vedipam. Cần phải biết giới hạn của một người bằng cái sự chung sống. Có chung sống thì mới biết được giới hạn của một người, cái đức hạnh của người. Tăng chật khô đi đề na át thụ na na ít tà răng. Và phải với thời gian này chứ không phải là thời gian ngắn. Mình phải chung sống thời gian dài với người đó mình mới biết. Manasikarota no anamasikarota, tức là bằng cái sự tác ý, tức là bằng cái sự cân nhắc thì chứ không phải là không phải không cân nhắc. Mình sống chung với người đó mà mình không có cái sự suy xét về người đó thì làm sao mình biết cái giới của người đó được. Panyata no dupanyena, sai sử dụng cách không sử dụng cách, nó giống như chữ xăng qua xe ná gì đó, tức là sống chung là một lẽ, phải sống chung trong thời gian dài, và trong thời gian dài đó phải bằng cái sự chú ý và phải bằng cái trí tuệ suy xét hết chứ. Ba điểm, vế nào cũng ba điểm cả, thưa quý vị,
Chứ ở đây cái bản dịch là nói rằng là, này đệ vương phải chung sống lâu với mới biết được giới đức của một người, không phải trong thời gian ngắn mà phải chung đụng dài hạn để biết rõ ai là người tỉnh giác hay thất niệm. Cái câu này sai này, dịch sai nguyên văn quá trầm trọng. Ai là người có chánh trí, ai là người có ác tuệ, nó cũng sai luôn. Thứ nhì, bốn đoạn đều có cái mạch văn giống nhau mà dịch như thế này thì chúng tôi phải nói là rất tiếc uổng cái đoạn kinh đó. Rõ ràng là ở trong kinh Pali, khi mà chúng ta học Pali đó, chúng ta chú ý ở chỗ là ngữ pháp chúng ta nên bỏ qua. Bởi vì một câu mà Đức Phật lại sử dụng cái câu nào xài chủ cách, đấu cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định xứ cách đều có lý do chứ không phải là không có lý do. Chúng ta không thể lấy nghĩa của cái từ đó mà chúng ta dịch phan đại. Nếu mà chúng ta chỉ dịch phan ra thì coi chừng nó hư câu văn, hư tôn ý của Đức Phật. Ở đây chúng ta muốn nhắc cái điều này, gợi ý để cho giảng sư chúng ta chú ý. Giảng sư chúng ta chú ý cũng như câu ở dưới là phải có cái sự hợp tác buôn bán chỉ sang vu harat. Sang vu harat có nghĩa là thương mại buôn bán, bởi vì có đi buôn chung đó thì mới biết được cái sự thành thật của người ấy. Và phải trong thời gian dài chứ không phải ngắn, với thời gian dài chứ không phải ngắn, với sự suy nghĩ về họ chứ không phải không suy nghĩ. Xin thầy tiếp tục chút xíu, khoan chị trở lại. Trong ngữ cảnh này có nghĩa là lúc một vạn ngạn đó. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Khi mà có vạn ngạn, ủa sao vậy? Quý vị nghe rõ nhưng mà nghe rõ ai nói? Xin hỏi quý vị nói nghe rõ, nghe rõ Thượng và Giáo Đẳng nói hay nghe rõ chúng tôi nói? Dạ, như vậy dạ tốt. Chứ cả hai đều nói, đều lên tiếng mà quý vị nói vậy nghe rõ, chúng tôi không biết nghe rõ ai. Trong khi Thượng Tội Giáo Đẳng thì cứ gọi chúng tôi nói vậy. Thì do đó cho nên ở đây thưa quý vị, muốn biết giới hạnh của một người thì phải chung sống với họ, phải với cái sự chung sống lâu dài, có suy nghĩ và có trí tuệ, mình mới xét đoán được cái đức hạnh của họ. Phải cùng với họ đi mua mới biết được cái sự chân thật hay xảo trá của một người, và cũng với cái thời gian dài không phải là ngắn, và phải bằng cái sự suy xét và có trí tuệ mới biết. Cùng gặp hoạn nạn là mới biết được cái sự thủy chung của một người, hay là cái sự trung thành, cái sự trung kiên của một người, sự trung kiên của một người. Và phải gặp nhiều trường hợp hoạn nạn trong thời gian dài, phải có cái sự suy tư về họ và phải có trí tuệ mới suy xét mới biết được.
luôn luôn Đức Phật là thận trọng khi Ngài nói đến cái sự kiện này. Cũng vậy, phải qua một cái cuộc đàm luận mới biết được cái trí tuệ của người, và phải qua một thời gian dài, không phải thời gian ngắn. Phải có cái sự tác ý suy xét, chứ không phải là không có suy xét, và có trí tuệ chứ không phải là thiểu trí mà biết được đâu. Vì ở đây trong chú giải có đề cập đến cái chỗ này, tức là trong chú giải khi mà nói đến cái vấn đề này cũng rõ ràng lắm thưa quý vị. Thì đó là những điều mà chúng tôi gợi ý. Ở đây bài học thì đã đăng rồi, do đó cho nên quý vị cứ việc đọc đi. Nhưng mà xin thỉnh Thượng Tổ Sư chỉ nắm cái điểm chính như chúng tôi đã nói, chứ đừng có y cứ vào ở trong cái mạch văn Việt ngữ dịch mà chúng ta giảng thì sai đó. Bây giờ xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh phần. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Tri nhân tri diện bất tri tâm, kinh bảy đạo sĩ bệnh tóc, sách tá chát tí lá xuất tăng, chương 3, tương ưng cô xá lá, phẩm thứ 2. Đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết rõ người. Đó là ngàn ngữ của cổ đức, mang ý nghĩa gần giống với nội dung bài kinh hôm nay. Đức Phật còn dạy thêm một điểm, người sống trong tục lụy khó phân biệt. Khó phân được ai thật sự là bậc thanh tịnh chí thiện. Phải chung sống lâu mới rõ đức hạnh của một người. Phải qua lại nhiều mới biết được một người thành thật ra sao. Phải trải qua hoạn nạn mới biết sự kiên tâm, bền chí của ai đó. Và phải thường đàm luận mới biết tri thức rộng hẹp của một người. Chúng sanh phần đông đa sự như bậc trí giản dị mà thâm sâu, chỉ với ấn tượng ban đầu khó phân thật giả, tốt trí ngu. Kinh văn: một thuở Đức Thế Tôn trú tại Sa Quách Thi Bức Ba Rá Má Đông Biên Tự tại Pháp Lâu Mí Ga Rá Ma Tú Lọc Mẫu Giảng Đường. Bấy giờ vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ chỗ thiền định độc cư đứng dậy đến ngồi tại mái hiên phía ngoài. Rồi vua Bá Xê Ná Đí vương quốc Cô Xá Lá đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Bây giờ có bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiền tử, bảy vị loại thể, bảy vị nhất y khất sử sĩ và bảy vị du sĩ với thân đầy lông, với móng tay dài, lớn như cây lau, mang các pháp khí đang đi ngang qua cách Đức Thế Tôn không xa. Rồi vua Bá Xê Ná Đí nước Cô Xá Lá từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay mặt, chắp tay hướng về bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiền tử, bảy vị lõa thể, bảy vị nhất y khất sĩ và bảy vị du sĩ ấy, và nói lên ba lần tên của mình. Thưa Chư Tôn, con là vua Bá Xê Ná Đí nước Cô Xá Lá. Sau khi bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni gan thá, bảy vị lõa thể, bảy vị nhất y khất sĩ và bảy vị du sĩ ấy đi qua không lâu, vua Bá Xê Ná Đí nước Cô Xá Lá trở lại trước Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Bá Xê Ná Đí nước Cô Xá Lá bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có phải những tu sĩ ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến quả vị A-la-hán? Này đại vương là cư sĩ, sống thọ hưởng dục lạc, sống vây quanh với con cái,
quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Ca Xí, trang sức với vòng hoa, hương thơm, giàu sáp, sử dụng vàng và bạc. Thời thật khó đại vương biết được ai là bậc A-la-hán hay ai là đang đi con đường đến quả vị A-la-hán. Này đại vương, phải chung sống lâu mới biết được giới đức của một người, không phải trong thời gian ngắn mà phải chung đụng dài hạn để biết rõ ai là người tỉnh giác hay thất niệm, ai là người có chánh trí, ai là người có ác tuệ. Này đại vương, phải tương tác lâu mới biết được sự chân thật của một người, không phải trong thời gian ngắn mà phải chung đụng dài hạn để biết rõ ai là người tỉnh giác hay thất niệm, ai là người có chánh trí, ai là người có ác tuệ. Này đại vương, phải trải qua thời gian dài trong hoạn nạn mới biết được sự kiên tâm của một người, không phải trong thời gian ngắn mà phải chung đụng dài hạn để biết rõ ai là người tỉnh giác hay thất niệm, ai là người có chánh trí, ai là người có ác tuệ. Này đại vương, phải trải qua thời gian dài đàm luận mới biết được tri thức của một người, không phải trong thời gian ngắn mà phải chung đụng dài hạn để biết rõ ai là người tỉnh giác hay thất niệm, ai là người có chánh trí, ai là người có ác tuệ. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, khi Thích Thế Tôn đã nói như sau: thưa đại vương, khi đại vương còn là cư sĩ, như trên vân vân, không phải không với ác tuệ. Bạch Đức Thế Tôn, thật ra trong những vị đạo sĩ có những gián điệp do con gửi đi thám sát nước láng giềng, sau khi thu thập tin tức họ về trình báo với con. Bạch Thế Tôn, sau khi những người này hoàn tất nhiệm vụ, sẽ tắm rửa, tẩy sạch bẩn nhơ, xức dầu thơm, cắt tỉa rau tóc, mặc y phục trắng đẹp, được hầu hạ và hưởng thụ năm dục lạc. Từ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: không phải do sắc tướng biết rõ được con người, không phải nhìn thoáng qua đạt được lòng tin cậy, dưới bộ áo đạo đức với hình tướng tự chế, những kẻ sống buông thả, sống phay phay đời này, như bông tai bằng đất, giả dạng bông tai thật, như nửa tiền bằng đồng, được sơn phết lớp vàng, một số sống che đậy, ẩn kín dưới bề ngoài, nội thân thật bất tịnh, mặt ngoài giả mỹ diệu. Bản hiệu đính: khó biết do bề ngoài, khoan tin khi mới gặp, những người trong đức độ, nhưng buông thả ở đời, tựa bông tai bằng đất, như tiền đồng bọc vàng, kẻ giả hiệu đi lại, ngoài đẹp nhút nhơ. Thích văn: ná quanh ná rupê ná ná rô suchano, không dễ để biết một người chỉ với ngoại hình. Ná wisase itara dasane ná, không nên tin chỉ với ấn tượng ban đầu. Susanya tanan hi quý đàn chas nena, khéo diễn là người có tự chế. Asanyata lokas mi măng chá ran tí, những kẻ buông thả đi lại trong đời này. Bati rupakko matika kun đá lô quá, như bông tai giả vốn làm bằng đất nung. Lô hát thá ma sô quá su quanh nhá chanh nô, như tiền đồng, như tiền bằng đồng khéo bọc với vàng. Cá ranh tí lô kê bá rí qua rá chanh na, đi lại trong đời với sự giả trá. An tô á sút tha bá hí sô phá ma na tí, bên ngoài rất đẹp, bên trong uế trượt. Thích nghĩa: vì trong những đạo sự đó,
Vì trong những đạo sĩ đó có gián điệp của vua Pasenadi cử đi thám thính Long Bang. Nhà vua khi gặp nhóm đạo sĩ này biết rõ những ai đóng vai giả tu, nhưng vì bảo vệ thân phận của họ đã tỏ ra cung kính. Nhà vua cũng nhân dịp này hỏi Đức Phật làm sao để biết ai thật sự là bậc chân tu thanh tịnh. Câu trả lời của Đức Thế Tôn khiến nhà vua thật hoan hỷ. Dịch vụ, dịch việc và biên soạn giáo Thượng Tòa Nhất Đẳng. Và phần chính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Tự Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng thành kính lễ đến Ngài Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Bi, Đại Đức Từ Đức Sư Nguyên Thông, cũng như Thánh Đại Hiện Diện. Chúng ta đến để cùng cùng chung tất cả. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Hãy không sớm mà sớm được thơ Phật Tàu Hoa Phật Thành. Phật Cầu Văn Tăng, Hạ Phí Hoa Đề, Xoa Khá Tô, Phật Tàu Hoa Ta Thăm Mô. Tham Mang Nam Ma Sa, Mí Sư Bát Thị Tăng Nô, Phật Tàu Hoa Tô, Sá Lạc Sanh Phúc, Thăng Khang Nam Ma. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thánh giới đến Tam Bảo là Phật Bảo và Tam Bảo. Nguyên nhân quy luật Tam Bảo hành do hồn đến chưa công đức tăng biết người thì chưa Phật tử không được an lạc tịnh tâm mà được thành tựu. Chúng ta quý ngài chúng ta đồng thân thì hôm nay chúng ta học một cái bài học mà chính nhân chi điểm bất thi tâm trên cơ bảy vị đạo sĩ và ốc trong tư nhân của Sa Lát phẩm thứ hai. Đây là một cái như là một bài học để tất cả chúng ta thấy đó mà làm một cái hành trang trong cái đời sống của mình, nhất là trong cái việc học Phật pháp của mình, trong cái việc tu tập của mình, trong một cái niềm tin của mình. Thì như duyên kinh đó, thì chúng ta thấy đó, suy nghĩ như vậy là do có bảy, bây giờ thì có bảy cái vị bệnh tóc, bảy vị của nguyên kiền, bảy bảy cái vị của lão thầy, bảy vị của vị nhất tiên tích sĩ và bảy vị của du sĩ của thân đầy lông với móng tay dài như những cây lao mang các cái tóc khí đi ngang qua các cái tôn không xa, thì họ chứng minh cho Đức Vua thấy được cái sự tu hành, cái linh sự chính chắn và chính họ là như thế. Thì Đức Vua ngày đi đến hội Phật thì chính chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngày cũng xác nhận không thể nhìn con người bằng một cái bề ngoài được, cũng như nước biển không có đâu bằng để phiểu được, cũng như nó quá nhiều thứ bởi quá nhiều nước, cũng vậy con người cũng có quá nhiều cái sự việc mà chúng ta cần phải có cái sự thân gần, cần phải có một cái sự chung đụng, cần phải có một cái sự trải nghiệm dài thì chúng ta mới có thể thấy được. Thường thường con người chúng ta nhìn bằng cái mắt, nghe bằng cái tai và kết thúc. Chứ bây giờ chúng ta có cái sự suy nghĩ, nghe Phật pháp cũng như vậy. Nếu vị giảng sư nào mà thuyết giảng y kinh nhất tự, lời chính là Phật thuyết ấy, thì chúng ta nghe nó trong tai. Nhưng vị nào mà văn qua nói đến chuyện xã hội, đọc nhiều cái câu thơ câu văn thì chúng ta cười, chúng ta vui, chúng ta thích. Ngay cả những vị giảng sư đó ca hát trong khi giảng mà người ta cũng thích, nó có điều lạ như vậy.
với một vị giảng sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, không phải những kẻ cái cùng đinh, không phải những người kịch nghệ trên sân khấu hay trên diễn đàn để mua vui, nhưng chúng ta lại con người thích nghe, họ thích một cái nhìn, một cái tác phong của một cái vị giảng sư đó phải như thế này, phải như thế. Chúng ta đều trưng bày, đều yêu cầu bằng cái con mắt không, và chúng ta chỉ nghe bằng cái âm thanh ở vị này, giọng ấm, nói truyền cảm, dễ nghe, dễ mến, phát triển. Nói trúng cái tâm lý của họ, họ chịu. Chứ nói đến cái điều sai của họ như lời Phật dạy thì không có chịu. Thì thôi cũng là một điều mà cái đó là cái chuyện của cuộc đời, nó là như thế. Cái duyên, cái phước của con người. Như một người có cái tâm, có cái tâm thành, có một cái tâm mà cầu đạo, cầu Phật, cầu pháp đó, thì làm chuyện khác. Mà không nể hà về hình thức của vị đó phải như thế nào, phải như thế này, phải như thế kia. Quả thật như vậy đó. Rồi không phải, thí dụ như cái tác phong của vị đó, cái hình thức của vị đó, nhiều khi thấy nó hơi sốc quát, thấy nó hơi chỉnh mãn, như điều mà nhiều khi do người ta có nhiều cái sự suy nghĩ, người ta không có trao chuốt về cái thân thể, để nhiều khi nó có bị khuyết chỗ này, nó có bị mất mát chỗ kia một chút xíu, thì chúng ta lại là coi cái coi trọng hình thức quá. Chiếc áo không nên làm nên người tu, và người kính thưa quý vị, người đẹp thì nhờ lụa, thì cũng về cái đẹp đó là cái lụa, là cái hình thái, nhưng cái tâm hồn của họ có tốt hay không là một chuyện khác. Ở trong kinh Đức Phật này, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời với trụ, không tự chế chân thật, thật không xứng áo cà sa mà. Mà chúng ta lại đi nhìn một chiếc áo cà sa với một vị tăng sĩ mặc như vậy, nó đẹp, đạo mạo, sang trọng, vân vân, thì không, cũng như là không thể nhìn cái mặt con người. Rồi nói đến cái tâm tư của chính họ, người ta nói trong mặt không có bắt được cái hình dung của người, hay là tri diện, tri nhân, tri diện bất tri tâm lực, đây là như thế đó. Biết con người nhưng không biết cái lòng người được. Thì ở đây như cái lời dẫn, như lời mà hiểu đính chính là cái ý nghĩa trong cái bài kinh mà cô sư vừa nói đó, thì cái bốn điều mà chúng ta phải cần hiểu được, bốn điều mà chính Đức Phật này đã xác định cho cô bác sĩ này. Khi thấy nhiều cái hình thức của các cái vị ngoại đạo như thế đó, thì vua sư nói đúng đó, xác nhận ai là một bậc chân tu, là một bậc A La Hán, thì Đức Phật này dạy cho vua Bồ Tát đi, chúng ta thấy một cái giới hạnh của một con người, hay nó cái tư cách của một con người, không có nhìn bằng hình thức. Người ta mặc đẹp, người ta trang nghiêm, người ta im lặng, người ta đạo mạo như vậy, mà chúng ta thấy như vậy là xem như là chúng ta, tôi đó gọi là con người tốt. Cái gì là sự thật thì cái đó mới tồn tại. Mà muốn biết được sự thật, cũng như là con người, biết con người này có thực hành hay có cái giới hạn, thì chúng ta phải sống một thời gian dài. Sống một thời gian dài là một chuyện, giống sự tôn trọng là một chuyện, nhưng cái chuyện thứ hai nữa, chúng ta phải bằng trí tuệ. Bằng cái trí tuệ, chúng ta phải có một cái sự chú ý, có sự quan sát. Bởi vì nếu như người mà có cái đời sống buông thả, phóng dật, dễ vui, thì không thể nào
họ kiềm chế, họ có thể giữ gìn suốt được. Và họ, họ luôn luôn có một cái, sẽ bị cái sự sơ suất, sẽ bị một cái tâm phóng dật của họ nó lộ ra. Thì cũng vậy, chúng ta nhìn con người không nhìn bằng một cái trong một thời gian được, không nhìn bằng mắt được, không nghe, mà chúng ta phải cần có cái sự cọ sát, cần có một sự thực nghiệm, một cái điều đó phải ở gần. Vậy thì làm sao chúng ta ở gần? Kính thưa quý vị, Phật dạy cái đời sống của các thầy tỳ kheo như thế nào thì để cứ làm một cách bình thường như vậy, chứ không phải là như chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy đó. Thế là một số vị rất là trang nghiêm gặp Phật tử đi hay đứng nói năng nhẹ nhàng, đi chậm rãi như là tứ niệm xứ, bước đi, biết đi một cách chỉnh tề, một cách bình thường. Ngay lúc đó, nhưng những lúc khác họ, chúng ta có thấy họ một mình mà họ là vẫn làm một cách bình thường, một cách cẩn trọng, mà không có con mắt nào chú ý, họ vẫn làm. Thì đó là cái ý nghĩa tu. Càng hình thức nhiều đối với trước mặt đại chúng, mà người nào mà tỏ vẻ hình thức nhiều thì cái thú vị, người đó chính là một sự che giấu nhiều. Đó là sự thật. Bởi vì như đã nói đó, cái gì là sự thật, cái đó tồn tại. Cái việc tu hành không cần phải đòi hỏi chúng ta phải như thế nào cả, mà ở trong mọi cái quay nghi, mọi cái hoàn cảnh, người đệ tử phải biết và biết cái sự điều tiết của mình. Đối với các bậc xuất gia thì Đức Phật ngày dạy những cái điều tâm niệm, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế, cho nên nhiệm vụ nào của sa môn ta cũng phải làm. Thì cái tâm tư y hàng quan niệm như vậy, sự nô màng của ta ở cái khác ấy, như mấy các cô ca ni dương ta làm cho người có sự cúng dường, có sự cúng phụng một cách một cái sự lễ bái một cách xứng đáng. Hay là vì ấy có cái tâm suy xét trong chính tự bản thân của mình và sống một thời gian dài thì chúng ta mới thấy được cái gì. Nhiều khi á, bình thường có chuyện gì, nhưng khi những cái sự bất bình xảy ra thì chúng ta mới thấy được cái khả năng tu tập và khả năng buông bỏ của chính người đó. Cái đó là cái sự thật. Khi mà một người mà có cái tâm tu đó, mà gặp những sự kiện, gặp phải những cái chuyện lớn á, nó lớn chuyện rồi đó, mà vì ấy biết chuyện quá cho nó nhỏ chuyện, nó nhỏ chuyện vì ấy biết bỏ cho nó qua, thì đấy nó mới là một giá trị. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta thấy nhiều khi thấy việc đó rất là hiền từ, nhưng đến khi gặp chuyện thấy chúng ta thấy được rất dữ, rất hung tợn, thì cũng coi chừng. Và nhiều khi có những con người chúng ta thấy họ hung tợn, họ khó chịu như vậy, nhưng đến khi gặp chuyện họ rất là nhẹ nhàng, ở đó họ có sự buông bỏ, họ vượt qua được những cái nghịch cảnh. Đây cũng là một điều mà chúng ta tu, chúng ta phải nhớ như vậy đó. Điều từ cái chỗ mà gần những người bạn, gần những người thầy, gần những người xung quanh, chúng ta thấy được để mà chúng ta tự chúng ta vượt thoát, chúng ta tiến tu với chính mình, chứ chúng ta cũng không thể chỉnh sửa được những cái tinh thần đó. Tại con người nó vốn tức là nó
nó kết tụ nó làm như thế. Con người nó làm màu, là cái cốt màu, hay là xấu, dấu thì hay làm tốt, mà dốt thì hay nói chữ, xấu thì hay cái gì che cái xấu mà phơi bày cái tốt ra. Cái tốt là nó tốt, mà nó xấu là nó xấu, mà chúng ta càng che giấu nhiều. Thì với những ai có nhìn về hình thái thì người ta thấy người ta thích cái sự thật ra. Người có một cái tinh thần, có tâm hồn, có nội dung, hay có một cái sự suy xét kỹ thì họ không có chấp nhận được. Còn có một số người thì cũng thái quá, đừng có nghĩ rằng là sống thái chấp thái ngã, cho nên vì vậy họ phải làm tức tội. Thí dụ như bây giờ là tu tập đi, Đức Phật Ngài dạy đối với các thiệt thì kêu tâm y quả bác. Họ cải cách hỏi mà tâm y quả bác đối một vị thiệt kêu, mà họ mặc cái hình tướng khác, nói đời cũng đời, nói đạo cũng đạo, họ sinh hoạt một cách ngược lại, im im lìm lìm gì, họ sống mà cho là như vậy là họ phá ngã phá chấp cũng chắc lắm luôn. Cho nên vì vậy là đối với sự tu tập đó, cái sự tu tập đó chúng ta biết là cần phải có một cái sự đúng đắn, một cái sự chính xác, mà qua một thời gian ở đây cũng chính là để làm gì, để mới hiểu được cái tâm tư của con người. Đó là sự thật như vậy đó. Không phải một thời gian trong mặt mà bắt hình dung, mà đấy là trong cuộc đời này chúng ta đã bị nhiều lắm, chúng ta thất vọng nhiều, chúng ta cứ chạy theo một cái tinh thần như thế thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ rất là đau khổ, chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Khi một con người chúng ta tôn sùng những người đó đưa lên tận mây xanh, và rốt cuộc rồi chúng ta thất vọng, rồi chúng ta đạp xuống, thì cũng là sai lầm. Bởi vì ở đây thành thật ra mà nói thì biết được cái người đó mà bằng một cái sự suy xét, bằng một cái trí tuệ như thế nào. Cái trí tuệ, cái chỗ này nó cũng rất là quan trọng, cái sự cân nhắc. Rồi như nãy chúng tôi nói, cái nghiệp của chính họ là vậy, mình là vậy, bị họ nói, nhưng họ làm không đúng như cái lời họ nói. Thấy họ đẹp ở bên ngoài, nhưng bên trong nó động tết, thì thôi chúng ta đừng có cái sự gần kề. Nó văn thơ văn hoa mà đùng đùng, có như đài báo, đài đồ đăng tin, Facebook hoặc là TikTok, có như hoặc là được nhiều like câu view, mà chúng ta sợ hãi. Đấy, nói theo xã hội thì tất cả đều phải có một cái nhìn, một cái cảnh giác, một cái rõ ràng. Họ kêu mình làm thiện, nhưng có làm thiện không? Họ kêu mình bố thí, nhưng thì thật họ có xả thí không? Họ kêu mình trình trì giới, họ có trì giới không? Họ kêu mình tu tập, họ có tu tập không? Họ kêu mình làm những việc này, làm những việc đó, nhưng họ có làm hay không? Thì đó chính là một điều mà chúng ta biết. Và chúng ta gần kề và có cái sự lâu dài thì chúng ta mới hiểu được. Thì ở đây, tất cả những cái gì cũng vậy. Đi đường dài mới biết ngựa hay mà. Đúng như vậy đó, phải đi một cái đoạn đường thật là dài mới biết được cái sự ngựa. Cũng như sống trong một thời gian mới biết được cái gì. Cái con người nó như thế nào. Rồi đừng lúc đó tổng quá rồi than thân trách phận như thế này như thế kia. Tất cả hãy coi những cái chuyện đó mình cũng không sống là một chuyện lạ. Bởi vì ngoại trừ nếu như đó là thánh nhân thì nó mới là một giá trị tuyệt đối. Còn nếu như còn phàm phu, còn đều phải bị những cái sự vướng bận, đều phải còn bị cái sức hạn hữu, chứ không phải là nó được tốt đẹp, nó được như ý của chúng ta đâu.
chúng ta phải nhớ cái điều này và phải nhớ rõ ràng như thế. Và quả thật như vậy, một con người mà chúng ta để biết được cái uy tín hay cái chữ tín của con người, thì đây Đức Phật cũng ví dụ như là một cái người đi buôn ở trên thương trường. Cái chữ tín là quan trọng, mà nếu như cái chữ tín là quan trọng thì cái nhà buôn đó, cái con người, một cái thương trường đó, một cái công ty đó, một cái hãng xưởng đó, hay làm việc rất lâu dài và họ có nhiều cái uy tín, một món vật nào đó nó hư, họ chấp nhận đổi, mà họ đổi trắng luôn, bởi vì họ giữ cái gì, họ giữ một cái chữ tín nó lâu dài, cái giá trị chân thật với nhau. Buôn bán mà nếu như không có cái tín nhiệm, không có cái không xử với nhau trên một cái chân tình, trên cái chân thật đó, thì không thể có sự buôn bán lâu dài được. Thì họ phải có một cái sự gì à, buôn bán quen mặt mà, buôn bán quen mặt mà, và người ta cũng mua quen đồ mà. Bởi vì chúng ta thấy á, cái mặt hiệu nó là một vấn đề rất là quan trọng. Cái mặt hiệu đó nhiều khi cái đồ đó nó cũng bằng một cái chất lượng như món đồ kia, nhưng món đồ mặc hiệu này nó mất mắt. Bởi vì tại sao nó mất hơn? Bởi vì nó có một cái, nó có năm tháng và thời gian, cũng như nó có cái kêu là nó có cái bảo chứng. Nó bảo chứng ở đây chính nó lên cái giá trị uy tín. Tức là ví dụ một con người cũng như vậy đó, cũng như mà nhà buôn vậy đó. Nhưng một thương trường có một uy tín, thì có một uy tín như vậy thì họ giữ vững được cái chữ tín một cách lâu dài, để cái thương hiệu đó được cầu chứng. Một cái uy tín của một con người cũng như thế, hay là của một công ty, một sự nghiệp hay một nhãn hiệu đó được cầu chứng. Nhất là hiện nay, xã hội hiện nay chúng ta gọi là đồ hiệu. Đồ hiệu với cái hàng nhái nó khác xa về chất lượng, nhưng về hình thức ấy, thì nó giống nhau. Chúng ta thấy cái hàng China sản xuất copy là y như hàng hiệu như vậy, nhưng chúng ta xài thời gian nó hư, nó mau hư, hoặc là nó mau hoại, nó mau bị hủy đi, thì chúng ta biết là hàng giả, hay là xài vào nó không đúng cái chất lượng. Quả thật Phật ngài đã ví dụ một điều này cho cái giá trị của con người cũng như thế, thật giả là chúng ta biết, khi chúng ta xài vào chúng ta mới biết. Chứ sự thật ra cũng như là bởi vì nếu như một cái hàng thật thì nó đắt, chúng ta cho đắt quá chúng ta không xài, chúng ta xài hàng giả, thì chính vì cái hàng giả đó chính chúng ta phải bị một cái sự thất vọng của chính nó. Mua nhiều cái đồ hàng giả thôi, tại sao mua một cái đồ hàng hiệu 3-4 món hàng giả, thà là mua một cái món hàng thật, hàng tốt, và chúng ta xài nó bền và nó tốt như ý mình. Còn cái hàng giả nó xài bữa nó hư. Cái máy móc của chúng ta cũng là cái hàng mà nó không thật. Bởi vì sao? Cái hàng này là hàng giả, nó không có chữ tín, không có uy tín và không có chữ tín, cái nhãn hiệu không có được cầu chứng, nó không có được cái công nhận, nó không được cái sự bảo pháp được bảo vệ. Đức Phật ngài đưa ra một cái hình thái này để nói lên cho tâm tư của một con người cái sự thật giả, nó cần phải kỹ tính vô cùng với người mùa vô mạng, cũng như cuộc sống của một con người tu tập cũng vậy, phải đi đường dài, phải tu tập lâu dài, để chúng ta mới cẩn thận bằng trí tuệ, bằng một sự suy xét với cái sự sáng suốt, và chúng ta mới nhận định được. Thì cũng như thế, nếu chúng ta tất cả đang vui cười, cuộc sống bình yên,
thì không có gì. Nhưng điều khi hoạn nạn mới biết được đó là những người bạn thủ chí cốt, là những người tốt với nhau, có giá trị trung thiện, chân tình, hay có sự chí cốt trung thành với nhau được, mà cùng hoạn nạn mới biết được. Chứ còn khi mà vui thì nó là chuyện khác rồi. Đầu đổ sang đổ tở, nó là như thế. Nhưng cùng hoạn nạn biết được đâu là cái người tốt với mình. Cái hoạn nạn ở đây có nghĩa là khi chúng ta bị khốn đốn, khi chúng ta bị cái điều tận cùng, thì ai sẽ là người cứu tốt, ai sẽ là người che chở, ai sẽ là người vun đắp cho ta, làm chỗ dựa cho ta ở cuộc đời này. Khi còn điều kiện á, thì anh chị tôi tới, chứ còn người ta hết cái điều kiện cũng được, này tao tao, cái điều này ở xã hội nó đã đầy ắp những cái chuyện như thế. Ngay cả là quyến thuộc với nhau cũng không có tôn trọng nhau. Cùng hoạn nạn chưa biết là quyến thuộc có giúp đỡ nhau không. Tuy quyến thuộc là bóng mát, nhưng có những cái lúc chúng ta nhờ được, nhưng có những lúc chúng ta cũng không nhờ được. Cái giá trị sự thật như vậy đó, bởi vì cùng hoạn nạn mới biết được đây là người bạn chân tình, đây là người chồng, đây là người vợ, đây là người bạn, đây là một cái người đàn có những hàng xóm tốt, hữu sự có nhau. Đó không nên đứng đó lên một cái hoạn nạn mà cần có cái sự tự nâng, nó là như thế. Họ biết bảo vệ, họ biết cùng giúp đỡ cho chúng ta vượt qua. Mà cũng là cái gì, cũng chờ một thời gian như thế. Chứ bình thường thì sẽ không có chuyện gì. Bình thường không có chuyện gì. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này sống không thể nhìn được ngay cái lúc hiện tại này. Những lúc chúng ta không còn tiền, nếu nói theo cuộc đời, ở đời thì người ta hết tiền, hết điều kiện, người ta không còn lối đi. Nếu chúng ta lúc đó người ta bằng một cái sự thất bại gì đó không, thì chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta có thể ban, coi như là giang tay để cứu giúp, đó mới là một vấn đề. Cho nên vì vậy tất cả chúng ta phải có một cái ý niệm tu tập một cách khác hơn, đặc biệt hơn, thì chúng ta mới vượt qua được. Thì cũng vậy, sống trong cuộc đời cần có một gì, cần có tấm chân tình, cần có tấm lòng để chúng ta đi chọn cái chiếc này là như thế. Thì với cái vai trò là chồng, vợ, là cha, là mẹ, là con, là sư đồ cũng như thế, thầy đối với trò với thầy, thầy cũng thể hiện cha mẹ đối với con cũng hết lòng, và con cũng cố gắng hết sức để báo hiếu đối đáp với cha mẹ. Thầy cố gắng hết sức mình để truyền đáp cho đệ tử, và đệ tử cũng hết sức có cái lòng cung phụng, cung kính đón nhận. Thì cuộc đời này nó mới quả chăng còn chút gì để nói đổi thương. Dạ. Thì cái điều thứ tư rất là quan trọng, thứ gần kề chúng ta mới học hỏi, chúng ta mới tham vấn, chúng ta mới biết được cái kiến văn, chúng ta biết được cái trình độ của người đó nó như thế nào. Chứ phải tự nhiên mà chúng ta thấy nhiều khi người ta không nói, nhưng người ta cao thâm và uyên bác. Đó là nhiều khi như phiên kích hiệp, không phải một ra mà coi như là mãi vỏ sơn đông, thấy người ta giật mình. Rồi chúng ta biết nhiều khi không phải là
thuyết pháp, giảng ở trên pháp tòa mà đùng đùng được người xưng kẻ tán, người đó là người hiểu biết Phật pháp thâm sâu không? Chưa có được. Cái đó mới chỉ là quyền thế bình thường, chứ chưa phải là kim cang chỉ thực hiện đâu. Mà chính là cái điều đó mà nhiều khi người biết tất nhiên bị cái tâm hiểu biết đó, cái tâm tu đó, thì người ta muốn tìm và muốn gặp, muốn thấy những người đồng cảm, đồng hiểu để chia sẻ. Như cái lời dẫn đó, chúng ta thấy thì họ nói rất chính xác. Nhiều khi đó với những người có cái vị thân sâu, độc trí, giản dị mà thâm sâu, đơn giản mà nguyên tâm như thế, cái ấn tượng ban đầu chúng ta thấy trụ họ nói nhiều quá là chúng ta rất là nể trọng trụ sâu kiến thức người này như thế này cũng như thế nọ, nhưng quả thật chưa chắc. Nhiều khi ta nói hết những gì rồi, hết súng hết đạn, nhưng điều mà đó với cái bậc trí tuệ họ còn nhiều thứ, có nhiều thứ, có nhiều pháp, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều cái sự thực chứng, có nhiều cái điều mà đã thực nghiệm tự thân, hay là có cái tư duy, có cái thực nghiệm pháp mà nói cho mình nghe chỉ đơn giản vài lời, nhưng điều nếu suy xét kỹ thì nó chứa đựng và hàm tán rất là nhiều điều mà phải nói đặc biệt để chúng ta sống ở trong cuộc đời này. Chứ bây giờ chúng ta biết cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta biết là chúng ta gọi là vàng thao lẫn lộn như Đức Phật này nói đó, không biết do bề ngoài quan tinh khi mới gặp những người trong đức độ nhưng buông thả ở đời, cho nên tựa bông tay bằng đất, tựa bông tay bằng đất là nó bằng đất mà, cho nên nó dễ vỡ và nó dễ rã. Hay như là tiền đồng bạc vàng, chúng ta biết cái hàng mã đó nó si bạc vàng như vậy, thấy một đẹp như vậy, nhưng điều toàn là hàng giả không. Vì như chúng ta thấy đeo cả ống vàng như vậy, kim cương như vậy toàn là bạc giả. Như hồi xưa Việt Nam có tình trạng đó, chuyên môn xài vàng không, xe cũng vàng, nón cũng vàng, cái gì cũng vàng hết trơn. Cho đến khi sao phát hiện ra ở trong cái quán tiệm của thành toàn là màu vàng xi giống như vàng 24 vậy, 49 vậy đó, nó đẹp như vậy đó, nhưng sự thật ra là đồ giả. Thì chúng ta thấy trong cái bên ngoài nó rất là đẹp, nhưng ở trong nó là vàng giả, mà nó giả muôn thở. Cũng như ở đây Phật nói ngoài đẹp, mà trong nhơ nhuốc cũng như thấy thôi. Đừng có trong mặt mà bắt hình dung được nhân chi diện bất kỳ tâm bạn như vậy. Nhiều khi bàn tay sắc bột nhung, lời nói lắm qua tiêu dệt, nhưng điều mà thế tán tụng, thế nâng cao chúng ta như điều sự thật ra coi chừng. Đó chính là chúng ta dễ bị lầm tưởng. Mà từ cái chỗ lầm tưởng này, nó di hại cho chúng ta. Vô tình, chúng ta đặt một niềm tin. Vô tình, rồi chúng ta đi theo họ. Rốt cuộc rồi, chúng ta không được kết quả gì cả. Bởi vì họ không có cái gì cả. Cái tâm tư, kiến văn, kiến thức, cái đức độ, cái khả năng, cái điều kiện của họ không thật như chúng ta tưởng, không đúng như chúng ta hằng nghĩ. Cái sự tu rất là khó, tính quý vị. Và trong cuộc đời này còn phạm phu hả? Cho nên những điều đó, những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Không có ấn tượng ban đầu tự nhiên thì chúng ta lại có một cái
cái sự mến thích thì đặt ra. Do mắt này, do tay này, do mũi này, do ngửi này, do xúc chạm này mà nên sự nên chuyện, mà có sự có chuyện. Cái gì cũng vậy, thời gian sẽ trả lời. Cái gọi là thời gian sẽ trả lời cho tất cả là một điều mà, hay là một bài học, hay là một cái, hay là một cái bài thi mà tất cả chúng ta khi nộp bài thi đó, và tự chúng ta cũng là người đáp án bài thi đó khi có thời gian, khi thời gian đã đúng, đã chín mùi và đã vừa là chúng ta. Chứ cũng không ai chấm một bài thi đó chúng ta, mà chính là chúng ta tự ra một cái bài thi, hay là như một đề, như bài thi của cuộc đời. Nếu như chúng ta có một sự suy xét đúng, chúng ta có một sự cẩn trọng, có một sự cân nhắc, có một sự tác ý khéo léo, thì chúng ta sẽ thu nhặt được, chúng ta sẽ làm bài được tốt. Còn nếu như chúng ta không có sự cân nhắc, chúng ta không có một sự suy xét, chúng ta không có sự cẩn trọng, cuối cùng khi chúng ta nộp bài thì cái bài đó không có được kết quả, không có đạt được kết quả, không thể nhanh chóng mà thành tựu được việc. Cái gì cũng phải có một cái thời gian. Sự tu tập này cũng vậy, phải trải qua một cái từng bước, một sự từ pháp mà thành tựu. Chứ không phải một bước mà lên trời, chuyện không có. Chuyện này không bao giờ có, một bước mà lên trời, một bước mà thành Phật, một bước mà thành thánh, một bước mà thành người. Nói theo cuộc đời, một bước mà thành người thì không có. Mà phải trải qua sự tôi luyện, phải qua cái sự mài dúa, phải trải qua một cái sự chứ cần, một sự chịu đựng, hay là một sự trải nghiệm, một sự trả giá đắt cho một cái bài học đó. Mà chúng ta biết như là một bài học ngàn vàng, đó là như vậy. Một ngàn vàng đó là chính là phải có thời gian thì chúng ta mới lấy được, mới cảm thụ được, mới nhận được một cái bài học đắt giá như là ngàn vàng mà chúng ta đã, đang và được mua là như thế. Cái sự tu tập cũng phải từng bước tích tụ, từng bước cần phải có một cái sự gì, sự khéo bảo trì, sự khéo gìn giữ với tam nghiệp này, giới luật này, cũng như sự khéo điều tiết để giữ giá trị một cái ý chí, một cái nguyện vọng. Và tâm của chúng ta phải có một cái sự buông bỏ, phải có một sự cảm hiểu cho tất cả cuộc đời. Và cuối cùng chúng ta phải cần có một tri kiến, cần có một sự hiểu biết, một cái cận kề. Khi thân gần học hỏi với các bậc trí tuệ thì điều đó chúng ta sẽ được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Và cái bậc tiếng Ngài chúng ta cũng biết là chúng tôi đôi điều trình bày qua cái ý nghĩa và dinh sự của kinh để được sự bệnh tập hôm nay. Hay là các bạn tin tâm tin nhiệm bất kỳ tâm ở trong cuộc kinh này cũng như vậy. Tôi chờ lại cái thời gian để chưa tâm được tăng thứ này sẽ thảo luận để cho là tâm năng được nhiều cái ý nghĩa thâm sâu và tốt đẹp hơn nữa để tất cả chúng ta làm bài học cho cuộc đời, tu tập của chính mình, cho cuộc sống ở trong cuộc đời này. Và tính chấm dứt thời gian chúng ta đây chúng ta giúp đời chúng ta cho chúng ta để tất cả chúng ta vui vơn các vị chư thần chư tiên các vị chư thần bóng nghiêm cũng như tất cả chúng sinh tại tam nơi cũng như tất cả những vị mong tất cả được an lạc của tất cả chúng sinh trong nam mô Đức Thầy Giáo Nam mô Đức Thầy Giáo.
thu kính trưng thưa tổ tự nguyện. Không biết quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Thưa quý vị, trong cái phần dẫn nhập, quý vị có nghe Thượng tọa Tuệ Siêu đề cập đến cái sai sót ở trong cái bản dịch. Một sự sai sót và theo Thượng tọa Tuệ Siêu là sai sót rất là lớn. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu chuyển sang không còn làm công việc hiểu đính, tức là sửa lại bản dịch của Thượng Minh Châu nữa, mà chúng tôi dịch mới bài kinh này. Và vì khi chúng tôi dịch mới đó, thì chúng tôi lại gặp một cái chuyện mà nó đã tạo ra cái sự sai sót ở trong cái bản dịch này. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi học ở, chúng tôi đã đọc qua cái bản dịch này đó, thì chúng tôi có một cái hiểu nó hơi khác với khi chúng tôi dịch bản dịch tối hôm qua. Thật sự mà nói thì hôm qua chúng tôi cũng bực, nhưng mà chúng tôi nói với việc nghe điểm này thành ra quý vị mới thấy được. Chúng tôi hồi nhỏ khi chúng tôi đọc qua cái bản dịch của Thượng Minh Châu á, thì chúng tôi nghĩ rằng vua Pasenadi đó, vua Patinak á, là cái vị vua có cái tâm thành kính với Đức Phật, nhưng mà lại là một người ba phải, là một người không có cái chánh kiến rõ ràng, không chánh tín rõ ràng. Tại vì sao vậy? Nhà vua đến đảnh lễ Đức Phật, rồi thấy các vị đạo sĩ đi ngang, nhà vua đến quỳ xuống đảnh lễ và nói với các vị đạo sĩ là: thưa chư tôn giả, con là vua Pasenadi Đức Khô Xóa. Thì thưa quý vị, sau khi vua, trong chuyện kể là sau khi vua Pasenadi đến đảnh lễ, đến đảnh lễ các vị đạo sĩ ngoại đạo đó, mới quay trở lại mới hỏi Đức Phật: bạch Thế Thế Tôn, làm sao để biết một người nào là A-la-hán và một người nào đang trên đường dẫn đến đạo quả A-la-hán? Thì thưa quý vị, đọc câu chuyện đó đó, cái ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi hiểu bài kinh, mà đây là cái hiểu sai của chúng tôi từ nhỏ cho đến lớn, thưa quý vị, là chúng tôi nghĩ rằng vua Pa Tư Nạc là người ba phải. Và quý vị đọc đoạn kinh sau trong cái bản dịch của Thượng Minh Châu đó, và đây là điều mà khiến như chúng tôi phải ra trong cái bản chữ Hán và bản chữ Anh, nhưng mà vì vậy chúng tôi bị sai cái này. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi lấy cái bản ra. Dạ. Đây là cái bản tiếng Việt mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát một nước họ đến với con, trước hết họ báo cáo với con rồi mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tẩy sạch bụi và nhớt, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chảy sạch râu tóc, họ mặc áo vải, họ được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. Thì khi chúng tôi đọc câu chuyện này đó, thì chúng tôi dựa trên bản dịch hồi nhỏ đó, chúng tôi cứ nghĩ rằng đây là một cái sự kiện mà nhà vua lấy ra để làm thí dụ. Ngày vừa thấy một thí dụ. Nhưng mà khi mà chúng tôi đọc lại bản dịch, thì thưa quý vị, ở trong bản dịch nói rằng, ở trong bản dịch đó không có nói là đó là một thí dụ, mà đó là nhà vua cho biết rằng ở trong số những vị đạo sĩ đi qua đó, cái nhóm mà bảy vị bệnh tóc, bảy vị lọa thể, bảy vị ni anh thá đó, bảy vị ni kiền tử đi qua đó, ở trong đó là những gián điệp của nhà vua cho làm đạo sĩ để đi sang các nước láng giềng trinh sát trở về. Và khi những người này trở về đó, thì nhà vua gặp họ, thì nhà vua mà nói theo tiếng Việt chúng ta ngày hôm nay là diễn, tức là nhà vua biết họ là những người trinh sát, trong đó là những người trinh sát đi về, nhưng mà nhà vua vẫn ra để cho người ta thấy cái lòng cung kính nhà vua. Họ không có nghĩ rằng đó là những người làm việc nhà vua đi thám báo và xứ khác. Không biết quý vị có thấy được cái chuyện mà chúng tôi nói không, tức là nếu mà những vị đạo sĩ đó là những người thám báo của nhà vua, mà nhà vua biết là những người đó làm việc cho mình,
bây giờ đóng cái vai vị đạo sĩ như vậy, thì cái thái độ cung kính nhà vua chỉ là một hình thức diễn thôi, diễn để người khác đừng có nghi ngờ những người đó, chứ không phải là nhà vua thật sự cung kính với những người đó. Đó là một câu chuyện khác, đó là một câu chuyện khác. Và đây là cái điểm làm cho chúng tôi rất là phân tâm. Dạ, đây là điểm thật sự làm cho chúng tôi rất là phân tâm câu chuyện này. Thành ra khi chúng tôi đọc trong bản chữ Hán ấy, thì thật ra thưa quý vị, chúng tôi dùng tới 4 cái bản dịch khác nhau. Ở trong đó một bản Việt của Hòa Thượng Minh Châu, một bản của Ngài Pô Đí, một bản của Ngài Sujata và một bản của chữ Hán. Thì thật ra đó, chúng tôi hãy thưa là hai bản có hai cách giảng khác nhau, hai cách dịch khác nhau về câu chuyện này. Và từ hai cái câu chuyện này đó, hai cách dịch khác nhau đó, nó dẫn cho chúng ta hai cái hiểu khác nhau về vua Ba Tư Nặc. Một câu chuyện đó là nói rằng vua Ba Tư Nặc là tán thán Đức Phật, và nhà vua xác nhận rằng trong những vị đạo sĩ đó là những người mà nhà vua sai đi trinh thám trở về. Sau khi họ trở về thấy họ bên ngoài là lõa thể hay là két cho trên người làm khổ hạnh như vậy, nhưng mà họ về họ tắm rửa sạch sẽ rồi hưởng thụ năm dục công đức. Và nhà vua xác nhận là người không phải. Và điều đó lại là một điều khẳng định lời của Đức Phật dạy là đúng, là mình không thể nhìn bề ngoài mà đoán được. Đó là một chuyện khác. Nhưng mà trong trường hợp mà nhà vua biết rõ đây là những người trinh sát mà nhà vua gửi đi đó, thám tử, đây là những thám tử nhà vua gửi đi đó, thì nhà vua không phải bày tỏ cái sự cung kính đối với ngoại đạo bằng cái cách mà chúng ta gọi là ba phải, hay là một cái niềm tin sai lầm. Chúng tôi hy vọng là quý vị nghe kịp chúng tôi nói. Thành ra cái này quý vị, nếu mà dịch như vậy đó, thì mấy chục năm chúng ta đọc bài kinh này chúng ta hiểu sai, chưa hiểu không có đúng bài kinh này. Và có khi chúng ta thấy rằng thật ra vua Ba Tư Nặc á, thì thấy đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng rồi, nhưng mà còn có một cái thái độ cung kính với những người tu sĩ khổ hạnh như vậy, thật là thật dài nhà vua ba phải quá. Dạ. Nhưng mà khi chúng ta đọc lại bài kinh này thì cái hiểu, cái nghĩa nó khác đi. Thật ra ở đây chúng tôi xin quý Phật tử khoan nghĩ là đôi khi có những cái bản dịch đó mà mình đọc trở lại đó, mình phải cân nhắc rất là nhiều và rất là khó khăn. Nó không đơn giản để chúng ta có thể tìm một ý nghĩa chính xác. Rất là tri ân Thượng Tọa Từ Siêu đã nhắc chúng tôi về cái sự sai sót vừa rồi. Bây giờ thì không biết là quý Phật tử có xin lỗi, không biết Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn trước máy, xin hỏi Thượng Tọa một câu. Dạ. Mà Thượng Tọa Từ Siêu trước khi xin lỗi, trước khi hỏi Thượng Tọa câu là muốn hỏi Thượng Tọa cái câu chuyện vừa rồi đó, khi mà nói về vua Ba Tư Nặc mà đảnh lễ các vị tu sĩ ngoại đạo đó, thì theo sư huynh đọc, thân tòa tư sĩ đọc đó, thì ở đây là nhà vua biết là những vị đó là những thám tử, hay là nhà vua đưa ra một câu chuyện khác dựa trên sự hiểu biết của Thượng Tọa đọc trong kinh văn này? Kính thưa Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra khi mà đọc về những cái đoạn này, chúng tôi không có mấy gì quan tâm đến cái giai thoại mà vua Vasudadi đã nói với Đức Phật như vậy. Một cái sự trình bày cũng được, và một cái sự ví dụ cũng được. Tuy nhiên
ở đây khi mà được nghe Đức Thế Tôn ngài nói lên bốn cái sự kiện để biết được một cái đức hạnh của người khác hay là cái sự chân thành, cái sự chân thật của người khác, hoặc là sự trung hậu của người khác, hay là trí tuệ của người khác. Khi được nghe Đức Phật trình bày như vậy đó, thì vua Vasiddhi mới tán thán Đức Phật: thật vi diệu thai mà Đức Thế Tôn, thật hi hữu thai và Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đã khéo thuyết như sau, rồi thuật lại cái chỗ đó. Sau khi đã tán thán Đức Phật, thì ông ta mới trình bày. Thật ra thì những đạo sĩ ấy là người Vamapurisacchara Ocharaka, là người tâm phúc của con. Et Vamapurisa, Et Phante, Phante là bậc ngài và Đức Thế Tôn. Những vị đó là những vị là những người con gửi đi cho họ đi chỗ này chỗ kia, đi thám sát, đi trinh sát nước láng giềng, vân vân. Thì lúc đó trong cái câu chuyện này chúng ta mỗi người sẽ hiểu một cách, nhưng mà riêng chúng tôi thì chúng tôi hiểu rằng là khi mà Đức Vua Vasiddhi đến đỉnh lễ Đức Phật, hầu chuyện với Đức Phật, và thấy có những vị đạo sĩ đó, những vị du sĩ đó, những vị tốt bệnh đó đi ngang qua, thì giống như là ngài phải diễn tuồng, vua phải diễn tuồng, tức là phải diễn vai của mình, là xem như là không biết những người đó là ai, mà chỉ biết đó là những đạo sĩ. Rồi vua cũng ra cũng có cái sự cung kính, rồi xưng vậy, tự xưng danh mình như vậy. Nhưng mà không ngờ rằng là không qua mắt được Đức Thế Tôn. Cho nên khi mà ngài thấy vua có cái cử chỉ làm như vậy, và vua hỏi những vị đó có phải là A-la-hán không, Đức Phật này không có nói theo, ngài cũng không có bác, mà ngài nói cách khác, là ngài nói trước hết trong cái sự việc này thì ngài chỉ nói rằng muốn biết cái đức hạnh của một người thì phải bằng cái sự chung sống với họ và sống lâu dài, và phải suy xét, phải có trí tuệ mới hiểu được cái giới hạnh của họ. Rồi sẵn đó
Đức Thế Tôn nêu lên ba cái sự kiện kia luôn. Ba sự kiện kia nó không có ăn nhập gì vấn đề này, nhưng mà vì nó cùng chung một cái chủ đề, cho nên Đức Phật nói luôn. Cũng như muốn biết cái sự chân thật hay là cái sự thà, cái chữ xô chay dân đó, chữ xô chay dân đó, đúng ra chứ không nên dịch là chân thật. Vì chữ thân chân thật chúng ta đã có chữ sách chán, còn chữ xô chay dân ở đây đó, nó có nghĩa khác đi chút, mà chúng ta sẽ nghĩa thật thà. Thật ra đó, bình thường thấy thật thà vậy, nhưng mà khi mà bước chân vào thương mại đó, thì đa phần là người gian trá chứ không có thật thà. Bởi có gian trá mới có lãi, có lời nhiều thôi gì. Cho nên muốn biết được cái sự thật thà của người là phải qua cái cuộc đi buôn mới biết được. Nhưng mà đi buôn như vậy đó thì cũng phải qua, phải với cái thời gian dài và suy xét về họ. Manisikaro Karota sẽ dùng cách suy xét về họ. Và mình cũng phải là bằng cái trí tuệ Panyavata, tức là sử dụng cách của Panyavata, thì mình mới biết được cái tánh thật thà của họ. Rồi cái đó là Đức Phật Ngài nói luôn về cái sự trung kiên của một người ngu. Ở đây chữ tham mô quê đi tắp vô xài chủ cách hết. Chúng ta nhớ cái chỗ này, xài chủ cách hết. Cũng như chúng tôi đã nói là ngữ cách được Đức Phật Ngài sử dụng ở trong cái mạch văn đó, ngữ cách như là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, vân vân, thì chúng ta khi mà dịch kinh là chúng ta phải chú ý chỗ đó nhiều. Bởi vì hễ mà chúng ta bỏ qua cái ngữ cách đó, ở trong cái văn phạm đó, thì nhiều khi chúng ta dịch nó sai. Nữa là trong cái sự hoạn nạn, trong cái sự hoạn nạn thì mới biết được cái sự trung kiên của một người. Thí dụ bây giờ thế này, thường thường đó, khi mà vô sự vui vẻ nhậu nhẹt ăn tiệc tùng thì bạn bè nó kéo nhau một đống vậy đó, nhưng mà đến chừng lúc mà mình hoạn nạn đó thì bạn bè ai mấy người xấu ai cũng tránh hết, họ không dám xuất hiện. Như vậy rõ ràng mình cần phải suy xét bằng cái trí tuệ mình mới biết được họ là người không phải là người bạn trung kiên. Mà một người bạn trung kiên tức là sống chết có nhau, lúc vô sự cũng vậy mà lúc hữu sự cũng vậy, lúc bình yên cũng vậy mà lúc hoạn nạn cũng vậy, không bỏ nhau, thì cái đó mới là trung kiên. Rồi sẵn đó Đức Phật nói luôn về cái trí tuệ của một người mình cần phải biết được bằng cái qua cái cuộc đàm luận Sakaccha đó, bằng cái sự đàm luận. Nhưng mà không phải đàm luận suông được, mình phải đàm luận với họ trong thời gian dài, mình phải có cái sự suy xét về cái lời nói, cái ý nghĩa của họ trình bày, và phải bằng cái trí tuệ mình phải phán đoán được. Chứ còn nếu mà đàm luận mà mình thiểu trí hơn người kia thì mình cũng không có thể phán đoán được cái trí tuệ người đó cỡ bậc nào.
Cho nên ở đây ba cái điều sau đó là Đức Phật này sẵn dịp với ngày trình luôn cả bốn pháp. Nhưng mà trước hết là ngày trả lời cho Đức Vua về cái vấn đề và để biết được cái bậc A-la-hán hay là bậc đang trên đường đến A-la-hán, tức là cái đức hạnh đó, cái đức hạnh của những vị tu sĩ đó, đó thì phải bằng cách chung sống trong thời gian dài, có cái sự thân cận nhiều. Thì ở đây đó, cái sự kiện mà vua Pasenadi mà thố lộ, thú nhận trước mặt Đức Thế Tôn rằng Đức Thế Tôn đã trình bày như vậy thật là vi diệu, thật là hy hữu, bởi vì vua ngầm trình bày Đức Phật rằng bởi vì chính bản thân con biết rõ những vị đạo sĩ thấy hình thức như vậy đó, ở ngoài đâu có ai biết, thực ra họ chỉ là những cái tay trinh sát, trinh thám cho vua mà thôi. Thì hết cái công việc đó, hết cái phận sự đó, thì họ trở về, họ bắt đầu trở lại bình thường của một người bình thường, cũng tắm rửa sạch sẽ, cũng trang điểm, rồi cũng hưởng các dục, rồi cũng du hí, cũng chơi bời thôi. Thì như vậy rõ ràng là vua muốn tán thán Đức Phật, thì cho nên Đức Vua đã thú nhận rằng có những vị đạo sĩ, có những vị tu sĩ, du sĩ mà là người của vua đi làm trinh sát, mà họ phải trong cái hình thức là du sĩ, đạo sĩ thì họ mới đi ở xứ này xứ khác, mà họ không bị nghi kỵ, cho nên họ phải là gì. Mà nếu mà nhìn thoáng qua mà cho rằng những vị nào là du sĩ, là tu sĩ, là đạo sĩ, những vị đó là có đức hạnh là sai, bởi vì Đức Thế Tôn nói đúng là cần phải ở gần với họ một thời gian dài, phải suy xét, phải có trí tuệ nhận thức mới đánh giá được cái đức hạnh của người đó, vân vân. Thì đây theo chúng tôi thì đây là cái lời tán thán Đức Phật, đồng thời cũng là dẫn chứng ra bằng cái sự thú nhận, nghĩa là tiết lộ, bằng cái sự tiết lộ vua Pasenadi đã tiết lộ với Đức Phật về cái sự kiện như vậy. Thì chúng tôi có một vài lời để chia sẻ như thế. Bây giờ thì thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sao tôi kể từ đầu tới cuối? Thưa quý vị, hôm nay khi mà nhìn bài kinh này phải nhận là chúng tôi có nhiều vấn đề lắm, đặc biệt là chọn chữ. Mới thấy có nhiều lúc nghĩ đến các vị tiền bối đi trước, dịch kinh không phải là chuyện đơn giản. Qua những điều thượng tọa thầy sư vừa trình bày đó, thì chúng tôi lại muốn chia sẻ thêm một vài điểm ở trong bài kinh này, thì nó có thể có một chút khác biệt với những gì thượng tọa thầy sư trình bày, nhưng mà chuyện đó bình thường thôi, tại vì mỗi người có một cách hiểu. Thứ nhất là cái chữ mà khó cho chúng tôi dịch đó, đó là cái chữ Samvasa, tôi biết Samvasa. Samvasa ở đây chúng ta là sống chung, nhưng mà kỳ thật thì cái chữ sống chung này đó, sống chung mới biết cái giới hạnh hay cái đức hạnh của một người, cái giới hạnh một người.
Cái này đó là nó cái chữ sống chung, phải là mình ở chung nhà hay là ở chung làng, ở chung sống, hoặc là sống chung ở chung thời mới. Mà cái chữ sambasa ở đây nó giống như người ta nói là có ở trong chăn mới biết chăn có rừng. Yeah, ở trên chăn mới biết chăn có rừng, tức là phải có sống gần, sống một cách thiết. Mà thật ra cái chữ sambasa nó có nghĩa là cái sự thân mật, thí dụ thân mật giữa nam và nữ, và thậm chí cái quan hệ dục dục giữa nam và nữ nó cũng có thể xài song qua xá được, tức là người Mỹ họ có chữ là intimacy. Intimacy tức là con người mình thân thiết đến độ mà mình trần trụi, mình biết với nhau hết và biết rõ về nhau hết, thành ra chữ chung sống nó không có đủ. Và đủ, chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi biết có những người đời sống bình thường của họ đó, mình gặp ở ngoài không có gì, nhưng mà khi mà ở gần họ rồi đó thì mình thấy rằng họ rất là nghiêm túc, rất là đều đặn ở trong cái việc mà lễ lại bái sám. Ví dụ như là mỗi lần họ ra đường họ đều vô xá Phật, lại Phật, hay là mỗi ngày họ ở riêng thì họ vẫn lên lại Phật, và lại Phật xong và lại bờ tổ bà chẳng hạn. Và những điều này đó nó phải là, không phải là họ diễn, và cũng phải là họ làm vì đám đông, mà họ sống một mình họ cũng thể làm như vậy. Thì phải có sống gần mình mới biết, mình biết có những người như vậy. Hay là ngày xưa chúng tôi ở gần ngài Campiro, lúc đó chúng tôi đi đoạn đường dài đó, thì chúng tôi thấy rằng ngài có một điểm là có buổi sáng nhé, ngày ngồi vậy ở trên giường, ngày ngồi vào 4 giờ sáng trên giường thì ngày ngồi về tụng kinh, mà ngày nào cũng vậy. Và sau này chúng tôi phụ giác thì chúng tôi biết vị mà có những khi mà các vị thức sớm, các vị tụng kinh mà một mình thôi, mình tình cờ biết thôi. Cái này là chúng tôi thưa rằng cái chữ này đó là gọi là chữ sống chung thì nó chưa đủ mạnh, quý vị. Sống chung sống chung thì chỉ sống chung nó còn nhẹ lắm. Dạ. Là phải cũng giống như là phải có một cái sự chia sẻ riêng tư, hay là phải thân thiết ở mức độ thân thiết lắm thì biết. Và ở đây đó thì có cái chữ nữa là cái chữ Sotaya, mà Thượng tọa Tề Siêu dùng cái chữ gọi là thật thà. Thì chúng tôi lại không dùng chữ thật thà, mà chúng tôi dùng chữ thành thật. Tại vì có lẽ là mỗi người có cái hiểu chữ thật thà khác nhau. Đối với chúng tôi thì chữ thật thà có nhiều khi là người đó không có trí tuệ lắm. Dạ. Nhưng mà chữ siêu chê giá ở đây là người có trí nhưng mà có thành thật. Dạ. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi có đọc một câu chuyện. Có một người đến cái cửa tiệm, ông này cũng giàu lắm. Ông đến tiệm, ông mua một cái bộ máy. Thì người ta bán cho ông rồi, sắp làm hóa đơn rồi. Thì ông chủ mới bước ra. Thì cái người khách ông mới hỏi thêm. Cái ông khách ông mới hỏi thêm một vài điểm. Thì ông chủ hỏi ông mua cái máy đi về để làm gì. Thì ông nói rằng tôi mua cái máy về để gắn ở trong cái hệ thống mà nó tưới nước hàng ngày. Thì cái người chủ tiệm đó họ nói rằng như vậy ông phải đi mua cái khác, tại cái máy này tuy nó mạnh nhưng mà nó không có bền được, và nó không chịu được độ ẩm. Và cái ông chủ ông nói thật về cái tính cách của máy, nó không có hợp với nhu cầu. Mặc dù ông nói như vậy có nghĩa ông kia sẽ không mua, sẽ mất tiền. Cái câu chuyện đó mà đó là câu chuyện thật, thì cái ông khách đó, ông mới nói thôi thì bây giờ tôi nhờ cả tôi gãy ông đi mua giùm tôi đi, và tôi trả tiền, và tôi sẽ trả tiền quê hồng nữa. Thì ông chủ mới nói tôi sẽ cho ông cái địa chỉ, ông đến đó ông mua nó sẽ rẻ hơn, là tại vì cái máy của ông nó không cần ở đây, và nhân viên ở đây họ gắn nó mất tiền lắm, chúng tôi không có làm việc đó. Thì cái ông khách ông chỉ là ông nói không, tôi có thể đi đến chỗ khác người ta rẻ hơn, nhưng mà tôi muốn có một người tôi tin tưởng, và ông là được, tôi sẽ tin tưởng được. Thì trong trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng như thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa dùng chữ thật thà cũng đúng. Dạ,
ông nói đúng, tại vì ông là người bán hàng, nhưng mà ông, nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi không thích dùng chữ thật thà đó, chúng tôi muốn dùng chữ thành thật. Mặc dù thành thật có nghĩa là mình có trí tuệ, mình cũng là người sáng suốt, cũng là người bán nhạy, nhưng mà ở trong trường hợp đó thì mình nói rõ cho khách hàng biết là cái này nó có lợi hay không có lợi. Quý vị thấy không? Khi mà mình dịch mình lựa chữ nó cũng khó chứ không phải là không có. Và nó thêm một cái chữ cái chữ này, chữ này thì chữ Sambohara là thật tự xin là buôn bán, mà trong chữ đầu tiên chúng tôi dịch là chữ tương tác, và sau này khi tọa thì sư nói thì chúng tôi sửa là chữ giao dịch. Ở đây chúng tôi dùng chữ giao dịch hơn là cái chữ buôn bán, là tại vì nó có những cái mà nó có giao dịch qua lại, nhưng mà nó không hẳn là có người mua người bán. Dạ, nó không hẳn là người mua. Chữ giao dịch đó thì chúng tôi lấy một cái ví dụ như là mình làm giấy tờ cho người khác, hay là mình đứng ra mình làm một cái dịch vụ gì đó như sửa ống nước cho người khác, thì chúng ta không gọi là mua bán mà chúng ta gọi là giao dịch. Thì có giao dịch lâu á thì mới biết được là cái người đó có thành thật hay không. Giờ quý vị thấy thật sự là khó lắm nha, khi mà mình dịch, mình lựa chữ rất là mệt. Và cái chữ này nó cũng là một cái chữ mà cũng hơi phiền, là chữ apada là gian khổ, là bất hạnh, là hoạn nạn. Yeah, bất hạnh hoạn nạn thì có cái chữ về chữ tha má hồi nãy thường tọa tôi siêu dịch là cái sự trung kiên. Yeah, có hoạn nạn thì mới trung kiên. Thì ở đây đó chúng tôi dịch là sự bền bỉ, và sự bền bỉ chịu đựng. Thật ra thì cả hai ý nghĩa này nó đều được nói trong kinh hết. Ở đây quý vị thấy rằng nó khó đó, là tại vì người ta nói rằng có hoạn nạn thì mới biết lòng nhau, có hoạn nạn mới biết ai là người thật sự thương mình. Cái đó là một ý nghĩa. Nhưng mà chúng tôi hiểu ở đây là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo á, mà lúc mà sống đầy đủ mà tu hành tinh tấn ấy, thì Như Lai chưa gọi vì nó thực sự tinh tấn. Khi nào mà sống thiếu thốn sống cơ khổ thiếu thốn mà vẫn tiếp tục tinh tấn ấy, thì Như Lai gọi vì tỳ kheo đó là tỳ kheo tinh tấn. Thì ở đây chúng tôi lại hiểu cái câu này như nghĩa là mình có gian nan, có thử thách ấy, thì mình mới hiểu cái sự kiên tâm, mới hiểu sự bền bỉ. Và chữ tha má ở đây chúng tôi dịch là cái chúng tôi tạo một cái sức chịu đựng của mình, và sức chịu đựng của mình. Chúng tôi nói về, không biết là quý vị thấy đôi khi nó khác trong đường tơ cả tóc rồi. Dịch mà ngồi lựa chữ là nó cũng mệt lắm. Quý vị chẳng phải đơn giản. Tức là chúng ta nói gian nan thì mới biết cái sự trung thành hay là sự trung kiên. Gian nan với trung kiên là một chuyện khác. Mà mình nói là có gian nan thì mới biết cái sức chịu đựng hay là cái sự bền lòng của mình, nó là một nghĩa khác. Thì kể ra thì là mình phải cố gắng dịch. Bởi vì khi mình dịch cái này đó thì chúng tôi phải so sánh ba bốn bản và tìm chữ, và càng dịch thì mình mới thấy. Quý vị biết ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu khởi sự là chúng tôi dịch cái bản tương ứng bộ này, và chúng tôi thấy rằng nó có nhiều việc mà phải mà phải đắn đo, chứ không phải đơn giản như là một bài kể giống như trước kia. Thì đó là cả vấn đề. Nhưng mà thực sự mình học được rất là nhiều thứ, học rất là nhiều. Hồi nãy chúng tôi có nói riêng với Đại Đức Từ Tri đó,
trong trước đây đó là chúng tôi đọc bài kinh này cách đây khoảng 50 năm. Chúng tôi nhớ là bài kinh này chúng tôi đọc lần đầu tiên là năm 1976. Dạ, 76, tức là cách đây bao nhiêu năm thưa quý vị, cách đây bốn mấy năm, bốn mấy năm. Năm đó Hòa Thượng Minh Châu mới dịch cái bản tương ứng bằng radio. Và khi chúng tôi đọc bản kinh đầu tiên thì chúng tôi cứ hiểu là vua Ba Xê Na Đí đó, tuy rằng có thương có kính Đức Phật, nhưng mà nhà vua vẫn có cái tâm kính mộ đối với ngoại giáo. Và do đó gặp những giờ tu sĩ ngoại đạo rồi nhà vua cũng đứng lên đảnh lễ. Và thật ra trong lòng chúng tôi cũng coi thường nhà vua. Nhưng mà khi mình dịch lại bản kinh này chúng tôi thấy wow, mấy chục năm mình hiểu sai thôi. Hiểu sai. Bởi vì nó phải so sánh đầu để so sánh kia. Thấy là cái chuyện dịch này không đơn giản. Và chúng tôi cũng rất là mong là trong tương lai ở Việt Nam mà có in lại bộ Tam Tạng đó, thì sẽ có nhiều người cùng dịch. Nó có cái này thưa quý vị. Khi mà mình dịch đó, nó có nhiều ý kiến rất là tốt. Và người có thấy chỗ này, người thấy chỗ kia. Ngày xưa khi mà giáo hội yêu cầu chúng tôi dịch cái bản kinh tụng á, thì chúng tôi vừa có dịch văn, dịch nghĩa, mà thật ra lúc đó có mười mấy vị sư, mười mấy vị ngồi lại để mà cùng nhau góp ý. Thành ra dịch là chứ không phải là một buổi. Thật sự mà nói thì tối qua chúng tôi cũng hơi phần có công việc cả ngày, hơi mệt. Và đến đứng chuyện đi có hỏi bài chúng tôi dịch ngay, nhưng mà có nhiều chỗ chúng tôi cũng chưa nghĩ. Dạ, và có sai và thượng tọa Tiểu Siêu có đề nghị sửa lại đó. Thì thật ra thì chúng tôi lấy cái ý đó từ bản chữ Hán mà ra. Bây giờ chúng tôi coi lại thì chúng tôi hiểu bản chữ Hán cũng chưa có chính xác. Thì quý vị biết rằng đó là cả vấn đề. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì mình học kinh điển, điều quan trọng là cho mình một cái cơ hội, cho mình cái cơ hội để mình tiếp xúc với chánh kinh, để được suy niệm về chánh kinh, và để được đào sâu. Có suy niệm, có đào sâu thì chúng ta mới lãnh hội được. Và chúng ta đừng bao giờ ý lại là cái gì đó mình đã đọc rồi mình hiểu. Thật ra không có hiểu hết đâu. Quý vị biết là chúng tôi chỉ nêu ra một vài chữ mà bản thân của chúng tôi và Thượng tọa Tiểu Siêu đọc vào đó, thì mỗi vị có một cái ý khác, chứ phải là không phải là giống ý với nhau đâu. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập cái chữ mà mình nói rằng có gian khổ thì mới có hoạn nạn thì mới hiểu được cái sự trung kiên. Nó khác với có chữ mà có gian khổ mới hiểu được cái sự kiên tâm hay là sự bền lòng của một người. Thì quý vị thấy là bằng dù chữ nó nằm đó thôi, nó nằm ở trong đường đôi cả tóc thôi, nó khó lắm chứ không phải là dễ. Nhưng mà chúng tôi thì không ngại việc đó. Chúng tôi thưa quý vị, trong công việc làm với đời sống hàng ngày đó, chúng tôi có một điều rằng đừng sợ là mình làm sai, chỉ sợ là mình thấy sai mà mình không biết sửa. Và nếu mà mình nghĩ mình làm cái gì phải hoàn hảo mình mới làm á, thì mình không bao giờ làm được chuyện gì hết. Do vậy chúng ta phải lên được. Chúng tôi có một cái phước là thưa quý vị, chúng tôi ở gần, ngày xưa ở gần ngày Tịnh Sự, hay là đi học Hòa Thượng Minh Châu, hay là ở gần Hòa Thượng Hộ Giác. Vậy chúng tôi thấy rằng tất cả các ngài đó đều có cái tâm mở rộng cho những cái thay đổi. Chúng tôi rất là sợ là mình làm việc gì đó mà mình nghĩ rằng mình làm việc đó rồi nghĩa là việc đó nó phải hoàn hảo ngay từ bước đầu. Và chúng tôi thưa rằng mình làm việc gì cũng phải luôn luôn cải thiện. Và rất là nhờ vào chúng ta có dịp là học mỗi ngày. Nhưng quý vị vào trung tâm học mỗi ngày như vậy, chúng tôi chưa bao giờ thấy chuyện đó là cơ khổ với bản thân chúng tôi hết. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là cái dịp để chúng ta đọc lại kinh tạng, và đọc lại và điều chỉnh lại những gì mà chúng ta hiểu. Và phải nói rằng chúng tôi không biết là quý vị được bao nhiêu lợi ích, nhưng mà cá nhân chúng tôi thì rất là lợi ích. Khi mà có những bài kinh, những bài kệ, những câu phần ngôn có khi rất ngắn, thì mình có 8 câu, có 4 câu thôi, nhưng mà đọc lại vẫn thấy lời lạc. Bây giờ thì thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi xin được trở lại với Thượng tọa Tuệ Quyền. Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền dạ vâng. Thượng tọa Tuệ Quyền ở đây đó, chúng ta có cái câu nói ngày xưa mà nó rất hợp với bây giờ, đó là trường đồ tri mã lực cửu sử thức thiền nhất, là đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết người. Thì rõ ràng là Đức Phật trong bài kinh này ngài dạy rằng chúng ta rất là cần
để có sống lâu, sống lâu cách mật thiết, và chịu khó quan sát, chịu khó dùng cái trí tuệ. Nhưng mà ví dụ trong cuộc sống ngày hôm nay đó, chúng ta bận quá nhiều việc, và thậm chí chúng ta sống thường riêng tư khép kín, và đôi khi mình biết người mà không biết mặt, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm đó. Thì chúng ta nên làm sao? Cái chuyện mà mình nói có khả năng sống lâu dài thì đã đành rồi, nhưng bây giờ mình không có khả năng sống lâu dài thì làm sao để mình biết người được? Xin thỉnh Thượng Tọa Tử Quyền cho chia sẻ một vài cái suy tư của Thượng Tọa về điều này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Cùng kính đợi đến Chư Tân Đức Tăng, kính đợi đến Chư Tân Đức Tăng. Được cái tình đoạn của Thầy khi là cuộc sống ngày hôm nay nó lại càng khó khăn hơn khi mà để phải trải qua một cái thời gian khi mà để biết vân vân. Thì như có một điều là đây là một cái máy mà để sống để trọn vẹn một niềm tin, sống để trọn vẹn một cái ý nguyện mà chúng ta làm. Chứ còn con người thì bây giờ nó vô thường quá, con người nó gian dối, người nó đổi thay quá. Bây giờ mình là một người tu, mình hiểu biết Phật pháp. Bây có một người lạ người ta tới, người ta nhờ bán cái thứ này, nhờ bán cái thứ kia. Thì nếu như chúng ta là một người tu thì chúng ta có thể giúp được cái gì thì giúp. Chứ chẳng là việc chúng ta phải suy xét con người này nó như thế nào, người này nó như thế kia. Đó là một điều phải nói là nó vượt ngoài cái thời gian của chúng ta. Cũng như thế, bây giờ người ta đến từ sinh tu. Thì có ví dụ Việt Nam thì họ tới từ sinh tu. Thì giờ hỏi mà họ có một ít, coi như là có một căn bản những giấy tờ. Rồi hỏi họ một đôi điều thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Chứ bây giờ nói rằng phải làm sao mà biết người đó nó như thế nào mà chúng ta tiếp nhận người đó, rồi lỡ người đó như thế này như thế kia thì phải nói rằng là trong cuộc đời này nói như vậy thì cũng rất là căng thẳng. Bây giờ chúng ta đâu có tha tâm thông đâu mà để biết được người. Có nhiều khi cũng nhận một số người tu thì có một chữ tăng nó nói trời sư chưa biết người ta nó như thế nào mà sư nhận. Sư đâu có nói rằng lên tổ nghĩ làm sao mà biết. Bây giờ họ có cái tâm thành hồi tốt, họ có một căn bản giấy tờ để chứng minh cái nhân thân của chính họ, như vậy là đủ tiêu chuẩn rồi. Chứ còn bây giờ mình phải biết là họ nhờ đâu, số mấy đường gì, bao nhiêu con, bao nhiêu người, bao nhiêu như thế nào thì có cần thiết đó. Rồi cái thời gian họ vào tu thì không biết họ có chịu nổi hay không thì nhận họ chi. Thì mình chưa biết họ chịu nổi hay không thì mình cứ nhận đi. Còn chuyện họ chịu nổi không chịu nổi gì đó từ cái duyên của chính họ. Thì đó là chính là một cái tinh thần thôi. Thì như vậy thì họ biết gì chứ. Từ điều ở đây phải nói rằng nó khó đoán vô cùng. Nó khó đoán lắm. Hay là một người Phật tử đó họ thể hiện một cái sự tính thành, một niềm tin hay quan bảo. Nhưng sự thật ra cái điều đó cũng chưa có nói được là họ sẽ là con người phải nói là tồn tại lâu dài đâu. Phải nói thật là quý trọng với những người Phật tử. Họ cứ tới giờ họ tới họ về, còn ngày chủ nhật đến để công quả với dọn rồi họ về, nên học Phật pháp họ về, rồi sám hối hay là những buổi học hay những buổi lễ chùa đến về, mà họ cứ đi mãi như vậy thì đấy là một sự quý trọng. Chứ hỏi rằng những người đó tốt hay là xấu thì sao mà nói được tốt xấu đây? Họ thể hiện tấm độc thành và sa thú đoàn thành. Còn nếu như trường hợp mà để tránh đi những sự đáng tiếc
đây là một điều. Mình là người tu, ai xin tu thì mình cũng cho, nhưng để không những sự đáng tiếc một là họ là những người trốn nợ, họ những người tội phạm, họ là những người lợi dụng, hay là họ buôn bán họ dựa vào cái chỗ tù chiền, khi họ là một người trong người đang truy nã vân vân, thì nó liên can, nó liên hệ. Mà điều này khó rồi đó quý vị, ở trong chùa cũng nhiều chùa cũng bị cái tình huống như vậy đó. Nó sẽ kể tội nghiệp người ta, cho người ta, giúp cho người ta, thấy người ta trình bày những cái này thế kia, nhưng sau cuối cùng thì biết ra thì họ là đang bị chống lệnh truy nã về những cái tội phạm gì đó. Cái điều này phải là cũng phải cảm thông cho một số chùa chiền, những điều mà hay là họ làm những cái điều khủng khiếp ở trong chùa vân vân, thì phải nói rằng để tránh như thế nào, để mà xảy ra những cái sai lầm đáng tiếc, thì cái điều này nó cũng rất là khó. Đúng như cái chuyện con rất là khó, tất cả là tùy cái duyên thôi, và chúng ta cũng phải cẩn trọng một chút xíu, phải suy xét một chút xíu. Rồi thôi thì mình cũng phải cảm, cũng phải hiểu, phải thương cho tại sao vậy. Chứ phải nói là tận chân thì ít mà lý thông thì nhiều. Rồi ngay cả một số Phật tử có cái sự nhờ và có một cái sự thân gần như thế này như thế kia, thì nhiều thứ, nhiều khi họ tới thì không phải là mượn tiền mượn bạc, nhưng đều mà mượn những cái dụng cụ hay những cái điều kiện của chùa chiền, nó cũng mất đi. Thì cũng có, nhiều khi mà mình làm bị nó vỡ hay là nó quên như thế này, thì cũng rất là khổ cho một cái vị ở trụ trì hay cho một vị có trách nhiệm ở chùa. Và nói là nó cũng phải khéo léo mà xử lý cho một người lạ họ tới, họ than thở cái điều này, khổ sở cái điều kia. Nếu như chúng ta hành xử theo đời thì cũng như là mạnh được tiếng thua, cũng như là lãnh cảm với những cái hoàn cảnh, những cái chuyện gì trước mặt xảy ra thì chúng ta không quan tâm thì không nói. Nhưng đây chúng ta là người tu và chúng ta cũng biết một phần nào, cũng có một cái gì gọi là rung động, cũng phải hiểu biết một chút xíu. Thì phải nói cứ kính thưa quý vị, tội nghiệp cho một các sư, nếu như cái sư mà tu mà không hiểu biết mà về cuộc đời thì nó khổ lắm, thì nó rất là nhiều cái điêu hoa, cái gian trá. Quý vị biết, ta ngủ ở chùa xong có những chùa tối nó lấy sạch sẽ đồ đạc sạch ra, nó nhiều thứ lắm. Rồi ngay cả nó giết chết luôn cái bị trụ trì, có nó cũng có, chị nó cũng có. Bởi vì phải nói là rất là căng thẳng. Mà bây giờ hỏi chứ, nếu mà chúng ta gọi là ấm cửa chính cổng cao tường, thì điều đó nó cũng không có đúng với ý nghĩa của chùa chiền, ý nghĩa của cuộc sống. Rồi nếu mà chúng ta mở rộng một cách tuyệt đối hết, thì phải nói cái điều này là một điều không có đơn giản. Như ở chùa, có một số chùa lúc nào cũng ấm cổng đó đâu. Thì con lại có một cái tinh thần, con nghĩ không có nên đóng cổng. Chùa mà tại sao phải đóng cổng? Thì đóng cổng những cái giờ đúng, chẳng hạn như tối hay là chỉ tỉnh gì đó. Còn chùa mà đóng cổng gì? Con nghĩ rằng có những người ngang người ta đến chùa, người ta viếng chùa, người ta vào nghỉ mát ở trong chùa, người ta cũng có một cái chuyện tâm cảm năng. Mà tại sao mình phải sợ hãi cái chuyện mà ta vô ta lấy cái điều này, lấy cái điều kia, để nó bực bội cái người này, bực bội người nọ, thì cũng tùy theo cái tâm tính này. Chùa mình nó là cái đại thể, nó cũng cả thể cho chúng sinh. Con thấy một số chùa mà đóng cổng mà có vị trụ trì ra cái điều như thế này thế nọ, thì con thích cái chuyện như điều mà con không nói được, bởi vì cái chuyện trách nhiệm của người ta còn riêng về con, thì chùa không mở cổng thì tối là đóng. Rồi ví dụ như những hôm mấy lúc này mà dịch đó, thì phải chấp nhận đóng, bởi vì đó là yêu cầu, tất cả cũng có ban giao, cũng có sinh hoạt, cũng có tới lui gì thì đóng cổng là lý. Thì ví dụ chuyện đó thôi, thì phải nói rằng cái đời sống cũng cả một đề chứ không phải chỉ
như thế nào, phải sống thời gian, cái việc đối người tốt người xấu, thì cái điều này nó cả một cái chuyện nó còn quả thật thì nó rất là khó chịu chứ không phải là bình thường được. Và đây chính là cái ý nghĩa của con này như thế. Nếu có điều gì mà bố thì bảo thấy có những cái điều này gì mà hay tốt đẹp thì phải nói ra để cho chúng con và đại chúng hiểu. Nam mô Bổn Thầy. Thuộc cái trường sư tổ Tây Nguyên. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy mà Sư Nguyên Thông có nghe được không? Sư Nguyên Thông, ở trong bài kinh này, Đức Phật này có nói về một điều rằng chúng ta phải đối thoại hay là phải đàm luận với một người lâu ngày thì chúng ta mới biết được cái sự hiểu biết nông sâu của người đó. Bởi vì Sư Nguyên Thông có bao giờ gặp trường hợp là gặp một người đó mà họ nói chuyện rất hay, rất giỏi trong thời gian ngắn, nhưng mà khi mà mình nói chuyện họ lâu dài thì mình cảm thấy rằng cái kiến thức của họ không bao nhiêu. Sư Nguyên Thông có gặp như vậy không? Nếu Sư Nguyên Thông có gặp thì Sư Nguyên Thông có nghĩ chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm của Sư Nguyên Thông về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái câu mà Sư Phụ đã giảng dạy hồi nãy là trường độ tri mã lực của sự thức hiện nhân đó, là ở lâu mới với nhau thì mới thấy được cái tánh tình và cái kiến thức, cái sự hiểu biết của họ và cái tâm tính của họ thiện hay ác. Cái đó là cái con như cái thước đo để cho mình biết con người khi mà mình sống chung với họ thì những cái tánh tình của họ thì có thể loại ra mình biết, chứ còn nhìn về cái bề mặt bên ngoài thì mình không thể biết được cái điều đó. Thật sự thưa kính thưa sư phụ, con hồi còn nhỏ thì đi lính thì cũng có học tập gì. Khi mà lớn lên thì sống trong gia đình thì không có đi đâu, chỉ có hàng ngày vào room đây. Gần đây thì cái sự hiểu biết của con nhờ vào room Phật Pháp này mới được tiến bộ thêm, có sự hiểu biết có vẻ sâu xa hơn trước kia. Nhưng mà có phải nói rằng không có có cái sự mà chắc chắn về mình nhìn nhận một cái người nào đó như thế nào, phải là nhờ ở chung với họ thì mới có thể biết được. Thật sự ra thì cái kiến thức của con rất là nông cạn thưa sư phụ. Vì vậy cho nên cái câu này thì chỉ tựa vào những lời giảng dạy thư xưa và những câu ngạn ngữ hay thành ngữ Hán Việt hay Việt Nam của mình, là trường độ tri mã lực mà cửu sử thức thiện nhân thì mình biết được những câu đó thì nó có giá trị như vậy. Chứ sự thật là không có cái kinh nghiệm gì về cái vấn đề này. Con xin trình bày sự thật là như vậy. Con thỉnh mời sư phụ giảng giải thêm cho con hiểu rõ cái câu thảo luận số 3 mà sư phụ vừa post lên. Thương con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và giảng giải thêm để cho chúng con được học hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, xin trình sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, khi chúng ta đọc vào ở trong Tam Tạng, và tiêu biểu nhất là một bài kinh rất nổi tiếng là kinh Kalama, thì Đức Phật ngài có dạy chúng ta là đối với bất cứ điều gì được nghe, dù đó là nghe từ một người có danh tiếng hay là đó là do cái phong tục tập quán, hay là đó là được ghi trong kinh điển, hay đó là điều được chấp nhận bởi phần đông, vân vân, thì ngài khuyên là khoan vội tin và khoan vội bỏ, mà hãy tự mình thẩm nghiệm, trắc nghiệm, xem điều đó đó nó có phải là khi mà chúng ta chấp nhận và hành trì đó, nó làm cho chúng ta tăng trưởng tham sân si, hay là tạo ra những cái quả bất hạnh cho chúng ta về lâu dài. Thì rõ ràng là Đức Phật ngài khuyên chúng ta không phải bằng thái độ hoài nghi, mà ngài khuyên chúng ta nên có thái độ cân nhắc và đừng tin một điều gì đó
chỉ đơn giản là bằng bằng cái thành kiến hay bằng định kiến. Và kể cả một người mà rất là đáng tin. Ở đây thưa quý vị, chúng ta nên thấy rằng ngoài vị Phật chánh đẳng chánh giác ra thì tất cả một người trong đời này đều có những cái sai lầm, đều có những cái sai sót. Nhưng mà điều quan trọng trong cuộc sống là chúng ta biết góp chặt những cái tinh hoa của cuộc sống này. Vì vậy khi mà mình đọc một quyển sách hay mình nghe một bài giảng thì chúng ta cũng không thể tin trọn vẹn hay là cái gì quyển sách đó cũng đúng hết. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở gần sư trưởng hay nói câu là tận tính thư, bất như vô thư. Tức là đọc sách mà tin, mà cả tin, đọc sách mà tin hết, tin trọn vẹn thì tốt hơn hết đừng đọc sách. Điều đó không phải là một thái độ hoài nghi, nhưng mà ở đây là chúng ta nên có một sự cẩn trọng. Chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện này là một câu chuyện mà nó có thật ở trong một ngôi chùa. Ngôi chùa này cũng quen thân với chúng tôi, là có một ni sư cất chùa và có một Phật tử. Hai vợ chồng họ đi chùa cứ mỗi một tháng như vậy, họ cúng vào trong chùa 200 đồng và họ cúng rất đều đặn. Và ngày đại lễ lớn thì họ cúng 500 và tháng nào đại 200. Thì chúng tôi nói như vậy nó hơi chi tiết một chút là bởi vì quý vị biết rằng ở Mỹ này mà một ngôi chùa họ bị trụ trì mà có một gia đình nào đó một tháng họ cúng đều đặn 200 cho một tháng thì kể như là người đó có lòng lắm. Và ni sư này thì quý gia đình đó vô cùng. Thì thưa quý vị, gia đình đó đi chùa trong 9-10 tháng như vậy đó, thì đến một thời gian nào đó là không đi chùa nữa. Dạ, vắng đi. Thì quý vị biết là ni sư là một người, nếu chúng tôi thì chắc là chúng tôi không có, tại chúng tôi không quen làm việc đó. Nhưng mà ni sư là một người nữ mà cũng một người rất là tâm. Và ni sư thấy người đó không đi chùa nữa thì ni sư mới gọi điện thoại hỏi thăm. Thì những người hai vợ chồng này mới trả lời với ni sư rằng có một chút khó khăn là lúc này tạm thời không có đi chùa. Dạ. Thì ni sư cũng là một người rất thương, mới hỏi thêm là khó khăn như thế nào. Thì mấy vị này thì gặp khó khăn trong công ăn việc làm với này thế kia. Và từ câu chuyện đó nó dẫn đến một cái trường hợp mà không lý do gì đó mà ni sư này thấy hai vợ chồng thương quá, do đó đã đề nghị với hai vợ chồng là đừng có buồn nữa, đừng có nản, đừng có bỏ việc, đừng có bỏ đi, là ni sư sẽ cho mượn một số tiền. Mà ở đây chúng tôi không có tiện nói, nhưng số tiền cũng tương đối lớn thưa quý vị, cũng lên tới hàng trăm ngàn Mỹ kim để giúp công việc làm. Thì sau khi mà ni sư cho mượn tiền xong đó, thời gian sau thì thấy cả hai vợ chồng vắng mặt luôn. Dạ, vắng mặt luôn, không có đi chùa nữa. Dạ, không có liên lạc nữa, gọi điện thoại cũng không có bắt. Thì ni sư một phần thì lo cho người đó, phần cũng hoang mang là thấy hai vợ chồng cũng giỏi giang rồi, cũng có đạo tâm, không biết sao bị bất đi. Và khi mà năm dài nhiều tháng trôi qua đó thì ni sư càng lúc càng tuyệt vọng. Bây giờ đó ni sư mới đem với chị mới nói lại cho một cái chùa khác. Dạ, một vị thầy ở chùa khác. Thì thầy ở chùa khác đó, thầy mới hỏi tới hỏi lui té ra đó, thì cặp vợ chồng này không phải chỉ đi đến một ngôi chùa này mà còn đi đến ngôi chùa khác. Và theo thầy đó thì cho biết rằng hai vợ chồng nó cũng đã đi 4-5 chùa khác như vậy. Và ở chùa nào thì quý thầy, quý sư cô cũng cho mượn tiền. Thì mới vỡ lẽ ra đó là những vị này họ có một cái kế sách rất là lâu dài. Là họ đến chùa đó, ban đầu mỗi tháng họ cúng dường như vậy, tạo cái niềm tin, tạo một cái sự thương tưởng, tạo một sự thân thương của, đối với chùa chiền. Cái chuyện đó rất là bình thường quý vị. Và chư tăng ni đó thì nhiều vị cảm thấy rằng ồ, một người có lòng như vậy mà tự nhiên bị khó khăn như vậy thì cũng đề nghị thôi, bây giờ lấy ít tiền đi. Vị thì 50, vị 100, có phì cũng cho, mượn cũng hơi nhiều tiền.
và khi mà gom lại năm bảy vô rồi bị biến mất đi. Câu chuyện này đó thì khi mà chúng tôi nghe thì chúng tôi không có ngạc nhiên. Ngày xưa Hòa Thượng Hộ Giác đó, Hòa Thượng có nói một cái chuyện. Hòa Thượng nói rằng ở trong đời này đó, cái gì mà mình có được, còn được, không phải là do mình giỏi. Mình giỏi gì mà tại vì người khác chưa muốn lấy thôi. Mà cái gì mình bị mất đi là không phải mình dở mà do người khác khéo lấy đi thôi. Thì con nói có ngại đây. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là ở trong cuộc sống mình khó biết lắm thưa quý vị. Cái gì cũng tương đối và mình phải nên tin vào cái nhân quả, vào cái nghiệp của mình. Hễ nó bị mất mát thì mình cứ nghĩ đó là vô thường. Dĩ nhiên cuộc sống là phải cẩn trọng đó. Cuộc sống thì cũng nên cẩn trọng. Nhưng mà chúng ta biết rằng thì quả thực là khó. Ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy về bốn điểm này đó, cho chúng ta thấy một cái sự việc là chúng ta đừng bao giờ quá ỷ y là mình có tài, mình có trí, mình có thế lực, mình có địa vị, mình sẽ kiểm soát cuộc đời này. Không có đâu. Cỡ nào nó cũng có vấn đề về cỡ đó hết. Dạ. Quý vị thấy có gặp người có bạn xấu, họ phản mình, thì đừng nghĩ rằng ô tại sao mình dở về hay là mình bất hạnh về. Ngay cả quý vị làm tổng thống đi nữa, người ta cũng phản như thế. Quý vị biết là có những người làm việc cho vị tổng thống, họ biết những cái chuyện không tốt vị tổng thống rồi. Sau đó họ hết làm việc, họ biết hồi ký, họ biết sách họ bán, họ bán vẫn chạy như thường. Và trong cuộc sống nó có nhiều chuyện xảy ra lắm. Dạ. Chúng ta là người học Phật Pháp, điều quan trọng mà khi chúng ta học đó là giữ cái bình tâm và bình tâm cuộc sống. Cái gì nó cũng tương đối. Và nhớ lời Đức Phật dạy đó là phải thân cận mật thiết với một người lâu á, thì chúng ta mới biết được người đó cái giới hạnh tốt xấu thế nào. Còn mới gặp, nhất là người mình mới nghe ai nói sơ sơ, hay gặp ai thì nói người đó tốt quá hay người đó xấu quá đó, thì coi chừng chúng ta đang tự mình đặt mình vào cái chỗ mà sai lầm rất là lớn. Người là bé cái lầm, người bắt nó bé cái lầm. Và Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta đó là mình muốn biết một người có thành tính, một người thành thật thế nào, mình phải giao dịch với người đó lâu dài thì mình mới biết được, chứ không phải là một sớm một chiều. Và việc mình phải trải qua những cái gian khổ, thử thách trong đời sống nhiều thì mình mới có thể hiểu được cái khả năng chịu đựng hay sự kiên tâm của một người, hay là cái nội lực của một người như thế nào. Và dĩ nhiên là chúng ta phải đàm luận lâu ngày mới biết một người thế nào là một người trí thức thật sự. Có nhiều người có bằng cấp không hẳn là trí thức đâu. Một người mà nói ra cái gì thì cũng nhớ chuyện đông tây kim cổ cũng không phải là có trí thức đâu. Một người trí thức á, là người có khả năng nhớ những điều đáng nhớ và có cái khả năng nhận xét một cái chính xác, và đồng thời biết lựa chọn và cái gì là cái đáng làm, đáng nói trong đời sống của mình. Có nhiều người quý vị họ học rất là nhiều, quý vị nói họ nghe nhiều chuyện lắm. Cũng như chúng tôi thưa quý vị rằng đừng bao giờ thấy một người thuộc nhiều thơ mà nói người đó là có hồn thơ, hay là người đó có một cái làm thơ hay, hay là hoặc giả là người đó thật sự là họ có cảm nhận tốt. Có nhiều người họ thuộc nhiều thơ lắm, nhưng mà cái hiểu, cái cảm nhận về thơ của họ nó rất là dở. Không có gì hết. Đừng nghĩ là người thuộc nhiều thơ. Mình nghĩ là người đó có một cái sự cảm nhận về thơ, cái sâu sắc. Không phải. Phải tiếp xúc, phải bàn lâu thì chúng ta mới hiểu được. Nói chung là ông bà chúng ta nói là vi nhân năng, thậm năng. Làm người thì khó đủ mọi chuyện thiết bị. Và một trong những cái khó là chúng ta hiểu những người chung quanh mình. Hiểu những người bị tiểu xúc. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha-rama. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào Trung thuyết giảng. Ngày mai này chúng ta sẽ có một cái bài học về tương ưng bộ, và giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Xin kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay.
con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đặng đã đúc kết bài học hôm nay cho chúng con những lời dạy thật bổ ích trên bước đường tu tập của chúng con. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, hôn tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.